Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu việc xử lý sai phạm xảy ra đối với việc xây lụi 110 biệt thự tại dự án có tên thương mại là Green Star Sky Garden do công ty bất động sản Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư phải như thế nào để không làm tổn hại của cải của xã hội mà vẫn chấn chỉnh được các sai phạm. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Theo tờ Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 7 tháng 12 năm 2019, tại phiên thảo luận tổ thuộc kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã đề cập đến 110 biệt thự xây chui ở quận 7. Ông cho biết cơ quan chức năng đã thanh tra 110 biệt thự này và qua đó phát hiện nhiều vấn đề không đúng, sự phối hợp giữa các ngành không chặt chẽ dẫn đến những sai sót trong thực tế. Tuy nhiên cũng phải tính toán vì biệt thự này mới xong phần thô. Tiếp theo sẽ xử lý như thế nào để không làm tổn hại của cải xã hội mà vẫn chấn chỉnh được các sai phạm? Ông Phong nhấn mạnh. Trước đó vào tháng 11 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng có báo cáo kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời chưa áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với việc xây chui 110 biệt thự tại dự án có tên thương mại là Green Star Sky Garden do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của công ty bất động sản Hưng Lộc Phát. Lý do được đưa ra là chờ kết quả thanh tra toàn diện dự án của thanh tra thành phố và sở xây dựng. Cụ thể, báo cáo nêu, chủ đầu tư đã hoàn tất thủ tục về đầu tư dự án, đã được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Sở xây dựng xác định thuộc trường hợp xây dựng không phải xin phép, đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy hoạch. Vibex Rubik 360, đẳng cấp sống lập phương. Hotline 1800-6350. Sở trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Nhưng đến nay, thành phố vẫn chưa có quyết định giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất. Hiện vụ việc này đang được thanh tra thành phố, sở xây dựng thực hiện kiểm tra và chưa có kết luận xử lý. Do đó, trên cơ sở kiến nghị của công ty Hưng Lộc Phát, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tạm thời chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả nói trên. Trước đó, tránh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt chủ đầu tư xây lụi 110 biệt thự, số tiền là 23 triệu đồng, với hành vi chuyển mục đích sử dụng 42.703m2 đất nông nghiệp, không phải là đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, sang đất phi nông nghiệp, và hành vi chiếm 3.752m2 đất phi nông nghiệp, không phải là đất ở. Quyết định xử phạt cũng buộc công ty Hưng Lộc Phát phải khôi phục tình trạng của đất trước khi bị lấn chiếm.